người Kitô hữu kết hợp với nhau là bí tích, đó là công trình của Thiên Chúa. Không chỉ là việc của hai con người, việc của hai gia đình, mà là chính việc của Thiên Chúa. Nhưng để có được Thiên Chúa hiện diện và chúc lành, không chỉ là cử hành một cách khách quan những quy ước của hội thánh là thành bí tích, mà còn được xác định bởi lòng tin của hai người tín hữu nam nữ thành tín kết xin Chúa chứng nhận kết hợp cuộc hôn ước của họ theo như cuộc kết hợp của Chúa Kitô với hội thánh của người. Muốn thế thì hai người phải nói chuyện với nhau và nói chuyện với Chúa. Hai người nên một xương một thịt, nhưng là hai. Ta với mình tuy hai mà một, mình với ta tuy một mà hai. Cho nên vì có khác biệt, cho nên phải có tương giao, phải có đối thoại, mà trước hết là đối thoại với Chúa. Bởi vì chính Chúa làm nên sự kết hợp này là dấu hữu hình của sự kết hợp của Chúa với hội thánh, đem ơn cứu độ đến cho con người. Cho nên vợ chồng trong khi nói chuyện với nhau, kết hợp với nhau là cũng đồng thời kết hợp với Chúa, là nói chuyện với Chúa. Trong đời sống bình thường, người ta phân biệt những cuộc đối thoại thành ba cấp thế này, tượng trưng tiêu biểu bởi ba chữ C: chatting, tám. Vợ chồng cũng nên thường xuyên tám với nhau, thay vì chỉ tám với ai đó ở trên Viber, Zalo. Cũng nên tám với nhau thường xuyên, việc trong nhà, ngoài phố. Vợ đi làm về nói: anh ơi, hôm nay sếp em tự nhiên nổi nóng, bực mình ghê. Những chuyện tiêu biểu nhỏ nhặt thường ngày như vậy cũng nên kể cho nhau nghe, để tạo nên một cái thói quen, tập quán nói chuyện, đối thoại. Người ta ví chatting, tán gẫu giữa vợ chồng giống như chất keo kết nối cuộc hôn nhân của họ. Cấp thứ hai của đối thoại, chữ C thứ hai là conflict, nghĩa là cãi lộn, tranh cãi. Tranh cãi là chuyện cần thiết, là chuyện thông thường. Nói cách khác, cãi nhau là chuyện bình thường trong cuộc sống hôn nhân. Đừng coi đó là chuyện gì ghê gớm nghiêm trọng. Nó cần thiết là bởi vì tương giao cần phải trao đổi giữa hai người khác tính tình, giữa hai người khác ý thích, giữa hai người khác ý nhau trong một quyết định chung trong đời sống của gia đình, thì chắc chắn là có conflict, chắc chắn là có xung khắc, xung đột. Nhưng vì tình yêu của họ, vì họ có đối thoại với Chúa, cho nên họ vượt trên những khác biệt ấy để mà tiếp tục ở lại với nhau trong tình yêu hợp nhất. Hôn nhân biểu lộ tình yêu của Chúa với hội thánh. Xung khắc, xung đột, tranh cãi nó cũng có cái nguyên tắc của nó, đó là phải biết lắng nghe. Bởi vì nói chuyện, đối thoại mà chỉ có người nói, không có người nghe thì sẽ không là đối thoại nữa. Phải cố gắng cả hai cùng biết lắng nghe nhau, nghe một cách thành tâm. Chúng ta phải vượt qua cái tâm lý thông thường, biết rồi, khổ nhắm, nói mãi. Cái tâm lý đó là cái tâm lý hầu như vợ chồng nào cũng có. Chưa mở miệng là biết nói cái gì rồi. Cho nên tai của ta trở nên điếc đặc, không còn muốn nghe. Vượt qua tâm lý ấy chỉ có bằng tình thương, một lòng tôn kính
tương kính như tân, nghĩa là như khách, thì ta mới thực sự biết lắng nghe người kia. Lắng nghe người kia không chỉ là nghe người kia mà còn là nghe thánh thần của Chúa nói trong qua người kia. Đó mới là bí tích hôn nhân. Và người ta ví conflict, tranh cãi, tranh luận trong cái tình yêu thương đó giống như là xi măng kết nối đời sống hôn nhân. Chữ C thứ ba trong đối thoại với chồng là confidence. Vợ chồng phải biết tâm sự nữa. Vợ chồng phải thực sự là hai người bạn. Và điều này tôi thấy phần lớn thiếu sót trong các cặp hôn nhân gia đình. Có thể tám với nhau, có thể nói những chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Hôm nay anh đi đón con giùm em cái, em bận có đứa bạn đến nhà thăm. Nói những chuyện bình thường đó thì nói. Lương tháng này đâu rồi anh? Sao lâu quá vậy? Nhưng mà chưa bao giờ hai người ngồi riêng với nhau nói những chuyện riêng tư, rất riêng tư giữa hai người mà không có con cái, không có một người thứ ba nào hiện diện, mà chỉ có Chúa hiện diện giữa hai người. Gọi là trực diện với nhau để nói những chuyện rất chân thành từ trong đáy lòng, trong sự tin tưởng và yêu mến. Tôi thấy rất thiếu và thiếu rất nhiều trong các cặp hôn nhân mà tôi đồng hành hôm nay. Chữ confidence, các nhà tâm lý giáo dục ví như là bê tông nối kết cuộc hôn phối của họ. Bê tông rất khó phá, phải dùng máy khoan kim cương mới phá nổi. Nhưng mà có Chúa thì không có máy khoan nào phá nổi. Nếu như họ biết tâm sự với nhau, họ biết dành giờ cho nhau, chỉ cho riêng nhau thôi, một tháng một lần, một tháng một giờ, hay là thỉnh thoảng vợ chồng đi vacance, đi nghỉ hè, chỉ có hai người với nhau, một ngày, hai ngày mà không có con cái. Ở đó hai người sẽ nói những chuyện thật sự khó nói với nhau về gia đình của anh, về gia đình của em, về những chuyện rất riêng tư trong quá khứ của em, cũng như của ba em hay của má em, cho anh nghe để anh hiểu tại sao có cái sự kiện này, có sự kiện kia. Tâm sự như vậy đòi hỏi chúng ta phải có một tình yêu thật lớn lao. Và tình yêu thì tin tưởng, tình yêu thì hy vọng, dẫu không có cái cơ sở gì để dám hy vọng. Vì vợ chồng đối thoại với Chúa thường xuyên trong cầu nguyện mà dám tâm sự với nhau như vậy. Khi ấy, cuộc hôn nhân tự nhiên nó mới thành hôn nhân bí tích. Vì Chúa mới được hiển lộ ra trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay gửi đến cộng đoàn đặc biệt cho anh Minh và chị Phượng ba chữ C này về tối nay ngẫm nghĩ rồi kiểm tra lại xem mình thực hiện được chữ C nào. Mà trước hết phải có chữ C là cầu nguyện với Chúa. Gia đình mà không cầu nguyện thì nước lã mãi mãi là nước lã vì không có Chúa. Family pray together, stay together. Mà có Chúa thì stay together forever. Cho nên bảo đảm có Chúa có tất cả. Có Chúa thì bí tích mới được thực hiện trọn vẹn. Amen.